Xin chào mọi người, hôm nay em giới thiệu cho mọi người mẫu Dell Latitude 7290 dành cho những ai mà thích gọn, đẹp, nhẹ mà cấu hình lại khủng. Con này là Core i7 thế hệ 8 lận mọi người. Nhìn chung cái ngoại hình á, cái phần nhung này rồi cái lớp trên này thì rất là đẹp, ok nha mọi người. Góc này cũng không có trầy cấn móp gì nhiều. Đâu chỗ này nè. Chỗ này để em quay rõ một chút xíu. Đây nè. Chỗ này thì nó hơi sượt nhẹ qua thôi, rất là nhẹ luôn, của cái móng tay hay gì đó vậy thôi mọi người ha. Bên này thì do là sử dụng lâu năm, khi mà mình mở cái máy lên thì nó cà xuống ở dưới nên nó hơi mòn, nhẹ cũng nhẹ, không có ảnh hưởng gì hết. Đây cũng vậy luôn ha, nó có mòn nhẹ, tại vì khi mà mình mở cái máy ra mọi người, khi mà sử dụng, trời, camera hơi kém nha mọi người, khi mà sử dụng thì mình mở máy ra đây là mọi người, thì cái phần ở dưới này nó sẽ cà xuống ở dưới nên nó hơi mòn thôi chứ không có gì hết. Màn hình là đẹp, không có bị cấn trầy bầm gì hết nha mọi người, rất là ok luôn. Cấu hình đây em quay phím cho mọi người xem nè, thì giờ này cũng giờ chiều rồi, đem ra phải quay rõ phím cho mọi người xem phím của nó, phím đẹp như chưa xài luôn. Cái đeo này, cái đeo mà thế hệ 7 này em về là công nhận luôn, mọi người phải nói là công nhận luôn, sao mà nó đẹp kinh khủng thiệt. Cái này là cái sợi tóc nha mọi người, không phải nứt nứt gì đâu, nhìn hết hồn. i7 Gen 8 nè mọi người, cái chai này là nước thôi nè, nước thôi ha. Đó, rất rất là ok luôn mọi người. Rất là ok luôn. Liền cái cấu hình liền cho mọi người xem ha. Phím nó bấm êm cực kỳ luôn, phím quá đẹp luôn mọi người, phím dường như như mới luôn á. Đây, Dell Latitude 7290. i7 8650U nha mọi người. 8650 là 8 CPU nè. RAM 8GB ha. i7 thế hệ 8 nó có 8350, 8250 hoặc là 8 đúng rồi 8350, 8250 thì em thấy cái này có 8650 nữa nè, cũng rất là ok. Cái số nó càng lớn thì nó thế hệ nó càng cao hơn một chút xíu, nó đời sau một chút xíu. Đây là em đoán vậy đó mọi người, không biết là em nói đúng hay nói sai nữa. Mà em đoán như vậy, em thấy bình thường em hay view với cái dòng Dell này là em thấy nó như vậy. Mọi người để ý ha, cái này cũng rất là ok rồi. 7290 nè, dòng rất là bền. Bền lắm mọi người. Máy xài ổn định, cái này thì nó không full HD, nó chỉ là HD thôi nhưng mà độ sáng nó ok. Cho nên là nhìn nghiêng vẫn không có bị nó có chống chói đó mọi người, nhìn nghiêng mình vẫn thấy được cái số của nó nè. Đó, SSD thì 256GB. SSD 256GB nha mọi người. Đó. Rồi, máy hoạt động hoàn hảo, pin trên 2 giờ. Pin trên 2 giờ nha mọi người. Chung là máy hoạt động hoàn hảo, một con máy nhưng ngoại hình cũng rất là ok đúng không mọi người. Ví dụ như mà ai khó tính quá thì không nói, còn con này là em thấy như đẹp rồi. Em báo giá cho mọi người. Giá chỉ có 6 triệu 9 thôi một con i7 Gen 8. 7290 i7 nè, i7 Gen 8 RAM 8 SSD 256 ha. Đó, máy rất ok luôn. Tại vì là về cũng tùy con, cái đợt này hình như là mua được rẻ, em báo giá cho mọi người rất là tốt mọi người ha. Mọi người có thể tham khảo giá của nhà em, mua những nơi gần nhất. Mua rẻ hơn thì quá tốt, còn nếu mà nó cũng có cái báo giá vậy để mọi người tham khảo. Mục đích của em là đeo lên báo giá, ai mua được thì mua thì càng tốt. Ai quý nhà em mua cọc 1 triệu em ship code cho mọi người và bao test cho mọi người một tuần đó. Còn mọi người cũng thể coi kênh của em thể báo giá tùy thời điểm. Hiện nay là giá laptop là đang rất là tốt mọi người, tốt kèm theo là máy đẹp hay là xấu hay là máy như thế nào. Máy nhà em là zin nguyên bản nha mọi người, có sạc zin theo máy cho mọi người sử dụng, bao chưa có bao giờ sửa chữa men hay là gì hết, mọi người cứ yên tâm sử dụng thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, con máy này rất là ok luôn, 7290 mà i7 Gen 8 sản xuất, quên chứ nãy quên, sản xuất 2018 nha mọi người, cuối 2018 đó, đúng cái số series, cái mã này nè, mọi người cứ check thôi. Nói chung là nó zin từng cái vỏ luôn đó, là bao hết cho mọi người yên tâm. Đây, cái này là cái giọt mưa nè. Rồi, ok mọi người. Ai chốt thì inbox em nha mọi người.